Đá là một nhánh mới hình thành sau khi Phật giáo Nam Tông truyền qua Tích Lan. Vậy còn các nhánh khác của Nam Tông thì bây giờ sao không thấy nữa? Những nhánh khác có học kinh Pali không? Xin thưa với quý vị á, trong tất cả các môn học là sư sư ngán cái môn lịch sử nhất. Thế hồi đi tu cũng vậy thôi. Cho nên á, là sư rất là ngán cái vụ mà tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là vào thời kỳ phân chia bộ phái. Sư chỉ nhớ một vài cái chi tiết quan trọng, ví dụ như cái lý do mà lần kết tập kinh tạng lần đầu tiên, cái lý do mà phân chia ra hai bộ phái đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, thì sư nhớ đại khái thôi, chứ còn mà bây giờ quý vị bắt sư mà nghiên cứu lịch sử á, thì thôi sư vô sư ngồi sư hít thở sướng hơn, sư nói thiệt á. Nhưng cái vấn đề như thế này nè, điều quan trọng là giá trị cốt lõi của cái nhánh, nó tạm gọi là cái nhánh đi, hoặc là cái Phật giáo mà mình đi theo. Cái giá trị cốt lõi mà sư nhắm tới là gì? Khi mà sư lựa chọn con đường để tu thì nó có rất nhiều những cái tông phái ở Việt Nam, mà tại sao sư lại lựa Nam Tông? Là bởi vì cái giá trị cốt lõi của Nam Tông nha, là tôn trọng giới luật. Sư không nói những cái nơi khác là có hay là không có, mà sư đang nói là giá trị cốt lõi của Nam Tông nha. Đừng có nói theo cái kiểu giống như là bây giờ tôi nuôi mèo thì có nghĩa là tôi ghét chó, thì không phải nha. Đừng có suy luận kiểu đó. Sư đang nói giá trị cốt lõi của Nam Tông. Thứ nhất là tôn trọng giới luật. Cái thứ hai đó là tôn trọng các giá trị truyền thống. Tức là những gì mà Đức Thế Tôn đã ban hành thì ráng gìn giữ. Còn những gì Đức Thế Tôn không ban hành thì đừng có bày ra. Và những cái lời dạy của Thế Tôn á, thì ráng hiểu cho đúng, tìm hiểu, đặc biệt á, là cái sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu kinh tạng. Đó là khi mà nghiên cứu á, thì mình sẽ phải, thứ nhất là phải có văn bản gốc, thứ hai á, là phải có Pali và phải có chú giải, phụ chú giải để hiểu rõ vấn đề đó, chứ không phải là mạnh ai nấy suy diễn. Quý vị thấy là nếu như quý vị đi gọi là đi nghe pháp thì thông thường nha, sư nói thông thường á, một vấn đề thì hầu như vị pháp sư nào cũng nói có bao nhiêu đó chuyện, tức là bao nhiêu đó chi phần thôi. Thí dụ như nói về chánh kiến thì chỉ có nói đúng bao nhiêu đó, hoặc là nói về gọi là chánh tư duy thì cũng chỉ nói như đó, không có nói khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái căn cứ là căn cứ trên cùng một nguồn, chứ không phải là mạnh ông nào là ông nấy suy diễn đó. Thì đây là những cái giá trị cốt lõi, mà đó là lý do sư chọn Phật giáo Nam Tông để xuất gia. Và sư thấy là cái giá trị cốt lõi này đó, nó quan trọng hơn cái chuyện là bây giờ mình ngồi mình mò lịch sử. Sư nói thiệt á, thôi bây giờ kêu sư mà mò, sư vô sư ngồi sư hít thở, chứ còn ai muốn mò đó thì mò. Không biết cái chuyện này thì sư Tề Tường có mò giúp sư không? Thưa Đức, thưa quý vị, về cái vấn đề mà các bộ phái mà sau bộ phái mà thành lập sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt á, qua qua các thời kỳ kết tập Tam Tạng nữa quý vị, thì ở đây riêng cái vị này nói là con có đọc trên mạng Theravada là một nhánh mới hình thành cho Phật giáo Nam Tông truyền qua Tích Lan. Thì bây giờ á, và hỏi tiếp là vậy còn các nhánh khác của Nam Tông thì bây giờ sao không thấy nữa ạ? Quý vị, bây giờ cái câu hỏi này nè, bây giờ quý vị cái vị hỏi này nè, giúp cho này, này thì nói thật lòng nha, giúp cho nếu khi mình hỏi mình để giúp cho quý sư, nó có tài liệu nó củng cố thêm.
Vì riêng cái phần bộ phái này sư cũng có đọc qua một vài tài liệu và khá rất là nhiều tài liệu, không thì sư cũng không biết quý vị đọc cái tài liệu này là cụ thể tài liệu nào, cho nên là cái câu hỏi này nè là để cho trả lời một cách mà nó hoàn chỉnh cho quý vị hài lòng hơn á, thì quý vị chịu khó gửi lại câu hỏi này lần nữa mà kèm theo cái link, có nghĩa là tài liệu mà quý vị đọc đó là tài liệu nào, đúng không? Và quý sư sẽ xem qua cái tài liệu quý vị đọc đó, và quý phi rồi đồng thời quý sư sẽ đối chiếu lại những cái tài liệu mà phù hợp với chánh tạng và chú giải chính thống, rồi quý sư sẽ giúp quý vị kết luận được á là cái tài liệu quý vị đọc đó là nó có, đầu tiên là nó có hợp với tinh thần mà chánh kinh và chú giải chính thống hay không, rồi quý sư mới mới trả lời được là quý sư mới trả lời kế tiếp được đó là vì sao các nhánh khác không còn nữa, và rồi những nhánh khác có học kinh Bali không. Thì chắc chưa đến nói đây, chắc vị mình này chắc cũng nắm được cái ý của sư rồi, cho nên là nên nên quý vị nếu mà giờ giúp quý sư đó, thì nên mong là gửi thêm câu hỏi lần nữa ha, kèm theo cái link ha, quý sư sẽ dựa vào cái tài liệu quý vị rồi và những tài liệu mà khác nữa, rồi quý sư sẽ trả lời cho quý vị câu hỏi để quý vị hài lòng hơn. Thì cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Sẵn sư Tuệ Tường nói thì sư cũng nhắc quý vị á, tại vì đã có một vài câu hỏi sư trả về rồi. Cái lý do trả về là như vậy: quý vị hỏi nhưng mà hỏi nó chung chung, không có đưa tài liệu. Ví dụ như quý vị hỏi bây giờ thầy thầy Nhật Từ dạy có đúng không, nó chất quớt, thầy Nhật Từ dạy cái gì, dạy cái gì, mình phải đưa ra cho nó rõ ràng. Thí dụ như quý vị hỏi cái vấn đề này nè, cái bài kinh cụ thể này hoặc cái quan điểm này nằm trong video này, thì nó có đúng không, thì họa chăng sư còn có thể sư xem được. Chứ còn quý vị hỏi chung chung không có tài liệu, không có cái gì hết, làm sao mà sư lấy cái gì sư trả lời? Không lẽ là, không lẽ vì một câu hỏi của quý vị sư ngồi sư nghiên cứu cả tuần lễ, cả tháng trời chỉ để trả lời một câu hỏi mà chưa chắc quý vị đã nghe nữa? Có khi hỏi xong rồi nó đi mất đất rồi, nó phủ đích đứng dậy đi, mình tìm chết một tổ luôn đó. Hoặc là có người hỏi là bây giờ pháp môn tu của cái thiền tông này có đúng hay không, mình ngồi mình tìm muốn chết luôn, đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ đó, mà tới hồi mà trả lời xong hỏi cái đứa nó hỏi đâu rồi, nó đi mất tiêu rồi. Thành ra đó, khi quý vị gửi những câu hỏi mà mang cái tính 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 chất gọi là tính chất học thuật như vậy đó, chúng ta nên có dẫn chứng, có nguồn, có dẫn chứng, thì như vậy chúng ta mới làm việc với nhau được nha. Chứ còn không thôi thì phải nói là khó cho mấy sư lắm. Rồi bây giờ qua cái câu hỏi tiếp theo. Quên, xin nhắc quý vị luôn là khi mà tìm tài liệu trên mạng á, nhớ giùm sư nha, có những tài liệu mình phải đối chiếu, phải kiểm chứng là tài liệu nó là đúng hay là sai nữa nha. Tại vì những cái tài liệu gọi là cái nguồn, là cái nguồn trong cái giới học thuật họ không xài, mà quý vị đem ra đó là quý vị bị đánh rớt. Thí dụ như là cái nguồn Wikipedia, cái nguồn đó đó, tôi nói quý vị mà đi học đại học á, đặc biệt là nước ngoài á, mà quý vị lấy cái nguồn của Wikipedia là quý vị bị đánh rớt. Tại vì cái nguồn ai sửa cũng được hết trơn á, mà đã cái nguồn ai sửa cũng được hết là nó không đảm bảo tính chính xác của vấn đề nha. Và sư nói thậm chí những cái thông tin mà quý vị gọi là y khoa cứu người, mình cũng phải kiểm chứng. Thí dụ như cách đây cũng không lâu có ba cái vụ mà chia sẻ cái gì mà người đột quỵ chích máu 10 đầu ngón tay á,
Xin thưa với quý vị á, là cái nguồn gốc của cái bài đó là một cái bài tiếng Anh, mà khi cái bài tiếng Anh đó đó nó đưa ra lâu lắm rồi, lâu lắm rồi rồi các cái nhà mà khoa học bác sĩ người ta mới chứng minh là cái bài đó cái bài tầm bậy á. Rồi xong rồi cái chuyện đó nó lắng xuống rồi không biết sau này thiên hạ ai đó đào mộ moi moi mã rồi móc lên rồi dịch lại rồi thiên hạ chia sẻ ầm ầm á. Có những cái sự nói những cái kiến thức á gọi là vô thưởng vô phạt, nói chơi cho vui, nhưng có những kiến thức á, mà mình không nắm được cái tính chính xác, tính chính thống của nó mà mình đem mình xài là mình giết người, quý vị biết không? Tại sao sư đưa ra cái ví dụ mà gọi là cấp cứu? Tại vì cái chuyện mà một người bị đột quỵ á, là đó thuộc về cái dạng mà cấp cứu, mà mình lấy cái kiến thức sai đó mình ra mình áp dụng mình chết người là mình chịu trách nhiệm. Cái chuyện tu cũng vậy, mình lôi những cái nguồn mà không gọi là không có kiểm chứng ra rồi mình bắt đầu là mình nói rồi nó chết, gọi là chết cái chánh kiến của người khác là mình chịu trách nhiệm, mình đi địa ngục nha. Thành ra cẩn trọng khi mà mình coi cái nguồn nha. Rồi thôi qua cái câu hỏi tiếp theo.